Xe cứu thương. Ambulance. Xe cứu thương là phương tiện di chuyển và vận chuyển bệnh nhân của các y bác sĩ. Chúng thường là những chiếc ô tô vận tải quen thuộc trong cuộc sống. Về cấu tạo, xe có khung thân dài và rộng, là nơi để đưa đón bệnh nhân. Hệ thống động cơ khỏe mạnh giúp nó di chuyển nhanh nhẹn đến nơi cần thiết. Điểm đặc biệt nhất ở xe là hệ thống còi và đèn nháy. Khi di chuyển, hệ thống đèn sẽ nhấp nháy, còi hú để báo hiệu các phương tiện khác nhường đường. Xe cứu thương như một người bạn quan trọng của các y bác sĩ, giúp mọi người nhanh chóng được cấp cứu và chữa bệnh. Xe cứu thương là phương tiện vô cùng quan trọng trong cuộc sống.